Làm tổng thống không phải chuyện dễ, làm tổng thống á là phải ngóng lòng dân. Ôi trời, ba cái chuyện này dễ mà. Lòng dân thì cũng giống như lòng tôi mà thôi. Dân nghĩ sao á, tôi chỉ cần nghĩ ngược lại là ok. Chúng ta đều là những nhà lãnh đạo cao cấp, thì tư duy và lý tưởng của chúng ta cũng phải cao cấp và sành điệu. Giống như chúng ta uống một ly cà phê, người uống cà phê cũng là dân sành điệu á. Ôi trời đất ơi, sành điệu gì tôi không biết, nhưng mà tôi biết tôi rất là sành điệu. Đối với tôi, cà phê sành điệu nhất đó chính là cà phê TGT, cà phê của dân sành điệu, cà phê sữa đá Việt Nam. Ông nói vậy là trước mắt tôi thấy tôi ông có cùng sở thích rồi đó. Mặc dù tôi làm việc ở bên đây nhưng mà tôi luôn hướng về những sản phẩm của Việt Nam, ngon lắm. Bởi vì đối với tôi, để khởi đầu một công việc suôn sẻ là mỗi buổi sáng tôi dứt liền một ly cà phê Việt Nam, cà phê đá, cà phê sữa Việt Nam, uống vô đảm bảo phê. Thì đó cũng chính là lý do vì sao tôi thành công. Bởi vì chúng ta cần phải tỉnh táo trước khi quyết định mọi công việc. Và chính ly cà phê của TGT đã khiến cho tôi có một bước đi. Trời, không sai một ly luôn má ơi. Bây giờ tôi lên làm tổng thống luôn rồi trời. Mặc dù tôi biết bây giờ là nhiều người không thích tôi, nhưng mà tôi nghĩ là sau này họ cũng thích tôi à. Bởi vì họ cần một tổng thống sành điệu.